Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này, Phi Vân Tử cáo biệt mọi người rồi bước ra khỏi đại sảnh. Thiên Y Đại Sư cũng lập tức theo sau. Ra khỏi Nam Bắc Đại Hành xa, thì Thiên Y Đại Sư buột miệng nói. Bần tăng nghe nói về thiên cơ tâm pháp đã lâu, nhưng chưa biết thuật pháp này biến hóa như thế nào. Phi Vân Tử nói. Bần đạo chỉ nghe nói rằng môn võ công này rất là tà dị. Khi cười cũng khiến đối phương động nhân tâm, khi khóc cũng khiến người ta vô cùng cảm thương. Thiên Y Đại Sư khẽ thở dài nói. Xem ra cuộc chiến này là bách nghệ tạp giao, kỳ nghệ toàn xuất. Vấn đề quan trọng là biết vận dụng mưu lược. Chúng ta cần phải dụng tâm nghĩ cách ứng phó mới được. Nhưng thà nội, nói đến hai chữ mưu lược thì hòa thượng này mười phần xấu hổ. Sống đã hơn nửa đời người mà trí tuệ mưu lược không bằng Bạch Thiếu Hiệp. Thiếu Hiệp 20 tuổi. Phi Vân Tử an ủi. Đại sư không nên tự trách mình. Đại sư xuất thân từ chốn thành tu là ít hành tẩu giang hồ, không kết ra bằng hiếu, nên đương nhiên kiến văn và kinh nghiệm giang hồ có hạn. Thiên Y Đại Sư nói, lão nạp cảm thấy Bạch Thiếu Hiệp và Tiêu Cô Nương rất có nhiều thay đổi, và dường như sự thay đổi đó có liên quan đến việc luyện tập tuyệt nghệ của bọn họ. Ôi, nhìn thấy bọn họ từng bước nhập vào ma đạo mà chúng ta đành thúc thủ vô kế. Phi Vân Tử thầm nghĩ, lão hòa thượng đã động đến lòng từ bi rồi, nên mới nghĩ cách ngăn cản Trường Phiêu và Hàn Nguyệt gia nhập vào ma đạo. Nhưng thuật pháp của bọn họ đều là tăng tiến thì có ai ngăn cản được? Và lại trong tình thế hiện nay, lấy đâu ra người chủ trì đại cuộc thay bọn họ? Hơn nữa, thuật pháp này là do Đồng Đại Phu truyền lại, nên chưa chắc đã là ma đạo. Cho dù bọn họ sẽ bước vào ma đạo đi nữa, thì hy sinh một hai người để cứu vãn võ lâm đồng đạo, như thế sự hy sinh này chẳng đáng giá lắm sao? Nếu Đại Hòa Thượng ngấm ngầm cản bọn họ, thì há chẳng phải đi sai nước cờ và cũng phụ lòng của Đồng Đại Phu sao? Ý đã quyết nên Phi Vân Tử liền mỉm cười nói, vấn đề quan trọng trước mắt là làm thế nào để tìm ra tung tích bọn sát thủ của Tam Thánh Hội. Thiên Y Đại Sư gật đầu nói, bọn sát thủ đã bị dược vật khống chế này không thể ra ngoài ánh sáng, do vậy có thể bọn chúng ẩm nấp trong các thùng xe. Bọn sát thủ này khá đông, nên chỉ ít phải có 3-4 cỗ xe vận chuyển bọn chúng. Như vậy chúng ta từ tìm đến nơi nào có 3-4 xe tụ tập thì nhất định sẽ phát hiện được. Trên bến nước Tần Hoài có 12 cỗ xe song mã đậu gần nhau tạo thành một vòng tròn, tứ phía đều có rèm xe màu xám bao bọc. Cách nơi đậu xe chừng 10 trượng có một lều cỏ và rừng tạm. Bên ngoài có 8 hắc y nhân mang đơn đao đi tuần phòng. Lúc này đã quá ngọ nên bọn tuần phòng cũng có phần uể oải, do vậy mà Phi Vân Tử không mấy khó khăn đột nhập vào nơi 12 cỗ xe mã đang đậu. Lão đạo sĩ khẽ vén rèm nhìn thì phát hiện mỗi cỗ xa mã có tổng cộng 4 người, đao đều xuất khỏi vỏ, trong khí thế như sẽ lập tức động thủ ngay vậy. Nếu quả thật những sát thủ trong mấy cỗ xe này sợ ánh sáng, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Chỉ cần phá tung các bức rèm ra là mọi sự đã hoàn tất. Thiên thời địa lợi đều đủ cả, nhưng chỉ thiếu một phần nhân hòa mà thôi. Bởi lẽ ngoài 8 hắc y đại hán toàn phòng ra, Phi Nhân Tử tin rằng xung quanh đây có không ít cao thủ bảo vệ, bọn chúng sẽ kịp thời ứng cứu. Và lại Phi Vân Tử không biết những cỗ xe còn lại có phải là những sát thủ bị dược vật khống chế ở trong đó hay không, hay là những cao thủ bình thường khác. Vạn nhất ra tay hành động mà không trúng mục tiêu thì tất sẽ bị Tam Thánh Hội xuất tận lực vây sát, khi đó e rằng không còn cơ hội để thoát thân. Phi Vân Tử quay lại nhìn thì không thấy Thiên Y Đại Sư đâu cả. Lão thầm nghĩ, Đại Hòa Thượng hành tung xuất quỷ nhập thần, lẽ nào lão ta đã đột nhập vào trại địch? Nếu ta có thể làm cho hàng ngũ của chúng rối loạn lên thì không những giúp Đại Hòa Thượng một tay mà còn chút phiền phức lên đầu bọn Đường Hồng và Quy Trường Linh. Như vậy, há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Tuy là người trong danh môn chính phái, nhưng trước tình thế hiểm trá trùng trùng, nguy cơ trốn trốn,
nên đạo sĩ không thể không ngộ biến Tùng Quyền dùng vài thủ đoạn. Nghĩ đến là hành động ngay, lão thay trường bào rồi mặc lộn lại. Nguyên là hắc bào, bây giờ đã biến thành thanh bào, trong bộ dạng của lão hiện tại chẳng khác một tú tài văn sĩ. Đồng thời, Phi Vân Tử còn cẩn thận bịt mặt bằng khăn đen, chỉ chừa hai mắt. Lão thay trường kiếm bằng đơn đao, kế đó lão chậm rãi vén rèm tiến vào. Lập tức bọn nhân thủ ngồi sau xe nhất tề xuất động, 12 loại binh khí khác nhau liền bao vây đối phương. Một trung niên hắc y trừng mắt nhìn Phi Vân Tử nói: "Bằng hữu, ban công thâu ta đã 20 năm hành tẩu giang hồ và đã gặp không ít chuyện giả quỷ lộng thần, ngươi há có thể qua mắt được bản nhân sao? Nói mau, ngươi là hòa thượng, đạo trưởng hay giang tam công tử?" Phi Vân Tử thầm nghĩ: "Ban công thâu được mệnh danh là đệ nhất luân xa thủ trong thiên hạ, không ngờ hắn có bị Mộ Dung Trường Thanh thu thập về làm môn hạ." Chợt nghe ban công thâu quát lớn: "Mau bỏ khăn bịt mặt ra để lão phu nhìn rõ chân tướng của người, nếu không chứ trách lão phu hạ lệnh vây sát đó." Phi Vân Tử chẳng quan tâm gì đến lời nói của ban công thâu. Lão thầm tính toán: "Bọn chúng canh phòng nghiêm mật như thế này thì dù đại hòa thượng có đột nhập vào cũng khó có cơ hội hạ thủ, nếu không gây ra một trường hỗn loạn thì sợ rằng đại sự khó thành." Tâm ý đã quyết nên lão đạo sĩ bất ngờ xuất đao công kích ban công thâu. Lão này cũng lập tức hoành đao chống đỡ, song đao vừa tiếp xúc thì một tiếng choang đinh tai nhức óc vang lên. Ngay lúc đó, bọn hắc y nhân vây tứ phía cũng đồng loạt hợp kích, đao kiếm từ tứ phương bát hướng mãnh công, thật nguy hiểm đối với Phi Vân Tử. Điều này khiến đạo sĩ ngộ ra ngay, bọn người này không phải là phổ sa tùy cơ hành động, mà là bọn võ sĩ tinh nhạy cải trang. Tam Thánh Hội đã an bài thế này thì nhất định trong xe là nhân vật quan trọng. Lão đạo sĩ nghĩ ra được điều này thì song phương đã động thủ được 20 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đây là lần đầu Phi Vân Tử dùng đao đối địch nên sự biến hóa trên chiêu thức khó thích ứng hoàn toàn. Nhưng sau 20 hiệp thì thí đao đã thành thục và lúc này bọn nhân thủ hợp kích cũng đã thay một toán mới. Nguyên 12 võ sĩ bao gồm cả ban công thầu đều luyện qua chiến pháp xa luân nên tiến thoái hoán vị cho nhau rất nhịp nhàng, tuyệt không để lộ sơ hở một phương vị nào. Hiện tại trong toán nhân thủ mới có 2 tên thi triển trưởng đao, một đôi thanh đồng nhật nguyệt luân và một chiếc lang nha bổng rất có phân lượng. Ba loại binh khí khác nhau này phối hợp công kích thì quả là vô cùng lợi hại. Nhưng thế đao của Phi Vân Tử cũng vạn phần mãnh liệt, kình lực trên đao không những hóa giải được thế công của đôi nhật nguyệt luân mà còn bức tên sử dụng lang nha bổng phải rơi vào thế thủ. Cướp được tiên cơ nên Phi Vân Tử vận khí xuất liền 3 đao. Do đạo sĩ xuất đến 8 thành công lực nên nhật nguyệt luân và lang nha bổng đều bị chấn động thoát khỏi tay bay đi. Bọn hắc y võ sĩ có phần khiếp nhược nên lập tức thối lui ra ngoài, tuy nhiên vòng vây vẫn giữ nguyên. Phi Vân Tử lập tức quét một quang quan sát tình thế xung quanh với hy vọng là sẽ trông thấy được hành tung của Thiên Y đại sư, nhưng lão không thấy hòa thượng đâu cả mà thấy 3 nam nữ đang bước xuống từ một cỗ xe. Trông thấy hình dáng bên ngoài thì 6 nhân vật này rất quái dị, nhưng Phi Vân Tử không hề có ý khiếp sợ. Lão đã tự tin vào tuyệt nghệ của mình nên lập tức vận khí điều tức, đồng thời ngầm giới phòng bị để phòng đối phương tấn công từ mọi phía. Sau một lúc quan sát thì Phi Vân Tử phán đoán 6 nhân vật mặc bạch y kia có khả năng là cao thủ dụng độc, nên bọn nhân thủ của ban công thâu đều lưu ra ngoài vòng chiến rất xa. Lúc này 6 bạch bào nhân chỉ còn cách Phi Vân Tử chừng nửa trượng, tất cả đều đứng yên bất động, nhưng song mộc đều chừng chừng nhìn đối phương. Phi Vân Tử thầm nghĩ: "Bọn nhân thủ này định thi trận độc vật gì? Ta có thể xuất toàn lực đánh một đao mà không để sơ hở khiến bọn chúng có cơ hội hạ thủ không?" Nghĩ đoạn, Phi Vân Tử quyết định cướp tiền cơ, không cho đối phương có cơ hội thi triển độc thủ. Trong chớp mắt, đơn đao đã vạch một đường như ánh chớp xé không gian hướng về 6 bạch y nhân. Bọn này cũng lập tức vung tả thủ thi triển độc vật, nhưng thân pháp của Phi Vân Tử quá nhanh nên bọn chúng đã chậm một bước. 2 nam một nữ vì không tránh kịp nên kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. 3 tên còn lại tuy kịp thời tránh né, nhưng lão đạo sĩ đã động sát cơ, đơn đao lập tức được quăng đi và trường kiếm ẩn giấu trong người được xuất ra. Lão đã ngầm tính, nếu chưa vừa rồi mà thi triển bằng trường kiếm thì nhất định 6 bạch y nhân không có cơ hội thoát thân một tên. 3 bạch y còn lại vừa thoát được hiểm thì lập tức vung hữu thủ xuất độc và tiếp tục. Lần này 3 đạo khói đen bắn thẳng về phía trước. Nhưng Phi Vân Tử múa trường kiếm xông thẳng vào, kiếm phong gạt văng tất cả những độc vật và 3 bạch bào nhân chưa kịp phản ứng thì kiếm của Phi Vân Tử đã đến nơi. Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên và 3 thân hình theo đó ngã xuống. Đối phương không kịp kêu lên một tiếng trước khi chết.
Bọn nhân thủ của ban công thâu đứng ngoài xa chố mắt nhìn đến thộn cả người. Chúng quên cả việc xuất thủ tiếp ứng. Bởi lẽ trình độ võ công giữa song phương có quá nhiều cách biệt nên không thể liều mạng mà thắng được. Do vậy chúng có vẻ như thúc thủ chờ chết. Ban công thâu là nhân vật thành danh trên giang hồ, từng có mấy mươi năm hành nam tẩu bắc nhưng chưa từng mục kiến cục diện như thế này. Chạy không thoát, đánh không lại thì chỉ còn nước đợi người ta hạ thủ lấy mạng thôi. Lão cũng muốn hạ lệnh cho thủ hạ phân ra nhiều hướng chạy thoát thân, nhưng nghĩ lại quy pháp của Tam Thánh Hội quá nghiêm khắc, khi lâm trận mà bỏ chạy thì trước sau gì cũng bị ngũ đao phân thây. Do vậy dù có chạy thoát sự truy sát của đối phương nhưng khó lòng thoát được sự truy cứu trừng trị của Tam Thánh Hội. Vì thế cả bọn đều đứng chôn chân trông chờ vào vận khí, may ra được đối phương hạ thủ lưu tình mà thôi. Quả nhiên Phi Vân Tử không tiếp tục xuất thủ truy sát mà đang vận khí điều tức. Chân khí vận khắp người thành một vòng thì lão cảm thấy không có hiện tượng gì bị trúng độc nên rất hưng phấn cười thầm. Đồng thời lão cũng cảm kích đồng đại phu có ân tái tạo, giúp thể năng phá được giới hạn và thân thể kháng được bách độc. Lão đạo sĩ quét một quang nhìn quanh thì thấy đám hắc y võ sĩ đều có ý muốn chạy thoát nhưng chưa tin nào dám vọng động. Điều khiến lão không hiểu nổi là chẳng thấy tung tích hoặc hành động gì của Thiên Y đại sư cả. Không lẽ Đại Hòa Thượng chưa thâm nhập vào trong đương trường? Đang lúc hơi do dự thì đạo sĩ chợt nghe lời truyền âm nhập mật của Đại Hòa Thượng nói rằng hình như đối phương đã phán đoán nơi này bị tập kích nên cho viện binh kéo đến. Đạo huynh có thể đi trước, tốt nhất là dẫn dụ bọn chúng xung đột với Đường Hồng. Tuy nhiên điều này rất khó vì chúng ta không biết bọn nhân thủ của Đường Hồng hiện đang tiềm ẩn ở nơi nào. Do vậy đạo huynh có thể dẫn dụ bọn chúng đến ngõ đường ra lồng sục, sau khi đến đó thì đạo huynh hãy lập tức bỏ đi ngay. Lão nạp tin rằng Bạch Trường Phiêu sẽ ngầm trợ giúp chúng ta để việc này diễn ra như tâm nguyện. Phi Vân Tử nghe vậy thì yên tâm là Đại Hòa Thượng đã tiềm phục ở nơi này. Nhưng có một điều không phục là với thính thị nhạy bén của mình mà lão không phát hiện được một chút tung tích của Thiên Y đại sư. Xem ra đích thực là Đại Hòa Thượng đã cao minh hơn mình một bậc. Bất luận ở phương diện nào thì thành tựu của lão cũng vượt qua mình. Nghĩ đoạn, Phi Vân Tử định xuất kiếm công kích bọn hắc y võ sĩ để tạo cơ hội cho Thiên Y đại sư phá bức rèm xe. Nhưng bỗng nhiên lão đạo sĩ nghe một thanh âm lạnh lùng từ xa truyền lại: Phi Vân Tử, hãy lấy khăn che mặt ra đi. Phi Vân Tử dùng mình quay lại nhìn thì thấy Nam Cung Thu Nguyệt tay cầm Loan Nguyệt đao đang đứng phía sau trường một trường. Hai bên có bốn ả thanh y tỷ nữ, sau lưng mỗi ả đều dắt bốn thanh trường kiếm, cộng thêm một thanh đang cầm trong tay thì vị trí mỗi ả có đến năm thanh trường kiếm. Phi Vân Tử là một kiếm khách thành danh, nhưng nhất thời lão cũng không hiểu tại sao đối phương lại mang nhiều kiếm như vậy. Tuy nhiên lão hiểu ngay rằng việc gì xảy ra khác lý thường tình thì tất phải có nguyên nhân. Một kiếm thủ mang năm trường kiếm trên người thì đương nhiên có tuyệt nghệ đặc biệt. Như vậy lão không thể không cẩn thận đề phòng. Chợt nghe Nam Cung Thu Nguyệt lạnh lùng nói: Đạo trưởng thành danh uy chấn giang hồ, hôm nay lại giấu đầu lòi đuôi ở nơi này. Nếu chuyện này truyền ra giang hồ thì đạo trưởng không sợ thiên hạ chê cười sao? Phi Vân Tử thầm nghĩ: vì bằng hiếu trên giang hồ mà phớ vỡ âm mưu bá nghiệp của ngươi thì bần đạo có bị cười một lần cũng chẳng sao. Ngay sau khi chân tướng đã rõ thì sợ rằng lúc đó bằng hiếu trên giang hồ lại tán dương bần đạo nữa là khác. Do nghĩ vậy nên đạo sĩ cảm thấy lòng thanh thản. Lão đứng yên bất động chờ địch. Thu Nguyệt quét một quang nhìn qua tình thế đương trường thì đã rõ mọi chuyện. Phi Vân Tử không chút tổn hại mà thuộc hạ của Tam Thánh Hội thương vong không ít, đặc biệt là 6 trong 12 cao thủ dụng độc của Mộ Dung Thế Gia. Tuy vậy lúc này không thấy đối phương có phản ứng gì nên Thu Nguyệt cũng không thể phán đoán được thanh y bịt mặt này có phải là Phi Vân Tử hay không. À quét một quang nhìn qua ban công thâu và hỏi: nơi này có tổng cộng bao nhiêu địch nhân? Ban công thâu cung kính đáp: khởi bẩm hội chủ, chỉ phát hiện được một kẻ này, nhưng đao pháp và kiếm thuật của hắn rất lợi hại, dường như đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, do vậy võ sĩ của bản hội không thể nào ứng phó được. Thu Nguyệt lạnh lùng tiếp lời: đao pháp à? Hắn đang sử dụng kiếm mà. Đúng vậy, hắn vừa quăng đao để dùng kiếm và thủ pháp hạ thủ càng lợi hại. 6 cao thủ dụng độc đều thọ mạng dưới kiếm của hắn. Bản mỗ hành tàu giang hồ mấy mươi năm nhưng chưa từng gặp nhân vật nào như thế này. Võ sĩ của Tam Thánh Hội tại đương trường không một ai tiếp nổi một kiếm của hắn. Câm miệng, làm rối loạn lòng quân, mất nhẹ quý binh sĩ. Chiếu theo nghiêm luật của bản hội thì ngươi đáng bị xử tử rồi. Ban công thâu lập tức bế khẩu, buông xuôi hai tay đứng yên bất động. Thu Nguyệt quay sang Phi Vân Tử lạnh lùng nói tiếp: bất luận ngươi trầm khí và dở phờ thế nào
cũng không qua được mắt bản cô nương. Kiếm thuật của võ đằng cũng chỉ là hạng tầm thường thôi. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên ả phất hữu thủ một cái, bốn tử nữ phía sau lập tức phi bộ lên trước, nhưng chỉ có hai ả xuất thủ tấn công phi vân tử. Do luôn theo dõi cử chỉ của Thu Nguyệt và luôn tìm hiểu xem một ả tỷ nữ mang năm thanh kiếm là có tác dụng gì, nên phi vân tử đã sớm vận công đề phòng. Khi hai ả thanh y tỷ nữ vừa xuất kiếm công kích thì lão cũng lập tức múa kiếm nghênh tiếp. Choang choang, trong chớp mắt song phương đã hóa giải 6 chiêu kiếm pháp. Tuy công lực của hai ả tỷ nữ khá thâm hậu, nhưng không kháng cự nổi với kình đao phát ra từ trường kiếm của phi vân tử. Do vậy, lần lượt hai ả bị chấn động văng ra 5-6 thước. Trường kiếm tuy chưa thoát khỏi tay, song cả hai ả này đều thở hổn hển, rõ ràng vừa rồi cả hai đã vận hết tàn lực xuất chiêu. Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn phi vân tử một lát, rồi bất ngờ xuất Loan Nguyệt đao quét ra. Khoảng cách giữa song phương lúc này trên 7 thước, Loan Nguyệt đao dài không quá 2 thước 6, thêm cánh tay của Thu Nguyệt nữa thì cũng không đầy 4 thước. Như vậy đương nhiên là không thể chém tới đối phương. Nhưng Loan Nguyệt đao vừa xuất thủ thì hàn quang dường như bất ngờ vọt lên trước mấy thước. Tuy phi vân tử đã vận cương khí hộ thân, nhưng lão vẫn cảm thấy đao quang sắc lạnh cắt vào da thịt. Đạo sĩ kinh ngạc không thôi, trường kiếm lập tức xuất thủ nghênh chiến. Đạo quang kiếm khí tương tiếp với nhau không phát ra âm thanh, nhưng hàn quang bắn tung tóe ra tứ phía, và trong chớp mắt kiếm khí đã trùm kín ánh đao quang. Song phương tuy chưa dịch bước, nhưng tình thế vạn phần hung hiểm, đủ để truy hồn đoạt mệnh rồi. Chính ngay lúc đó, bốn thanh y tỷ nữ được gọi là tứ đại phi kiếm, do Nam Cung Thu Nguyệt bí mật giáo luyện thành cao thủ phi kiếm, lập tức ra tay. Bốn thanh trường kiếm thoát ra khỏi tay, mang theo tiếng gió vèo vèo, nhằm vào các yếu huyệt của phi vân tử mà bay đến nhanh như chớp. Hiện thấy kiếm của phi vân tử bị Loan Nguyệt đao câu thúc, nên không thể nào nghênh tiếp bốn thanh kiếm đang bay tới. Do vậy, lão vận lực đánh ra một trường. Do thế trường xuất ra trong thế bị động, nên vô tình trường phong làm hất tung chiếc khăn bịt mặt, khiến lão đạo sĩ hiện lộ diện mục chân chính của mình. Cũng may là trường lực như dây sơn đảo hải, nên bốn thanh trường kiếm chưa bay tới thì đã bị hất văng ra bên ngoài. Phi vân tử lập tức mượn uy thế này vận nội lực lên kiếm, làm cho kiếm khí đột nhiên tăng lên, hất luồng đao quang lui ra sau 7-8 thước. Thu Nguyệt không thể huy động Loan Nguyệt đao tấn công tiếp được, vì lúc này ả cảm thấy chân khí bị ngắt quãng nên cần phải điều tức một lúc. Nếu vừa rồi dĩ một đấu một thì chắc chắn ả không thoát khỏi nguy cơ bị tổn thương. Về phản phi vân tử, lão cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, bởi một trường mà có thể chấn văng bốn thanh trường kiếm. Lão không ngờ sau khi ra khỏi nhân huân dược thất của Đồng Đại Phu thì công lực của mình lại tăng tiến bội phần như thế. Nhưng Thiên Y đại sư ngầm quan chiến từ trong bóng tối thì thu được nhiều điều bổ ích. Tuy trình độ hỏa hầu của Nam Cung Thu Nguyệt khá tinh thâm, nhưng đạo sĩ vẫn hơn ả một bậc. Còn thành tựu của bốn ả tỷ nữ phi kiếm thì quả thật là đáng sợ. Khi thấy chủ soái vận công điều tức thì bốn ả tỷ nữ lại xuất thanh kiếm thứ hai. Lần này kình lực trên kiếm càng uy mãnh hơn, kiếm thế cũng vô cùng thần tốc. Trường kiếm của phi vân tử thi triển một chiêu pháp thâu cửu chuyển, bốn thanh kiếm lần lượt bị kiếm thế của lão đánh văng ra ngoài hơn trường. Nam Cung Thu Nguyệt chỉ chờ cơ hội này là lập tức xuất đao tấn công. May mắn cho phi vân tử là nội lực của lão thâm hậu, nên kịp thời thu kiếm về để nghênh đỡ thế đao của đối phương. Cũng chính ngay lúc đó, Thiên Y đại sư cảm thấy thời cơ đã đến, nên đột nhiên lão tung người lên không, lướt quanh các cỗ xe một vòng, giữa đao liên tục giải cướp bức rèm xám che phủ quanh thùng xe. Đồng thời đao quang lóe lên tới đâu là bọn võ sĩ cẩn vệ ngã xuống đến đó. Bọn võ sĩ của ban công thâu bị khoái kiếm của phi vân tử đang kịch đấu với Thu Nguyệt hấp dẫn nên mất cảnh giác. Khi chúng nghe được tiếng kêu thảm của bọn võ sĩ hộ vệ các cỗ xe, thì 12 cỗ sa mã đã hoàn toàn bị phá vỡ các bức rèm. Ban công thâu kinh hãi kêu thất thanh: "Vậy, vây hắn lại đi!" Rồi lão thông lãnh thuộc hạ phóng như bay về phía những cỗ xe. Tuy đám võ sĩ này đã tận lực công kích, nhưng làm sao ngăn được Thiên Y đại sư? Do vậy trong chớp mắt đã có 12 thi thể phơi thây giữa đường trường. Ban công thâu và đám thuộc hạ còn lại biết là không thể ngăn cản nổi đối phương, nên đành buông tay đứng nhìn những cỗ xa má đi bị phá tung các bức rèm. Nam Cung Thu Nguyệt thấy vậy nhưng vẫn không xuất thủ ngăn cản, vì trong tiềm thức ả thừa biết những sát thủ bị khống chế bằng dược vật này là do Mộ Dung Trường Thanh phối hợp với Tán Hoa Tiên Tử giáo luyện thành. Vả lại, toàn sát thủ này lại không thuộc sự chỉ huy của ả. Nói một cách khác là ả cũng không biết làm thế nào để điều động bọn chúng. Đương nhiên, một phần cũng do hành động của Thiên Y đại sư quá nhanh, nhanh đến độ Thu Nguyệt không kịp phản ứng hoặc có một ý nghĩ nào khác. Đến lúc ả kịp nghĩ ra rằng
toán sát thủ bị khống chế bằng dược vật này là một lực lượng mạnh của Tam Thánh Hội, do đó cần phải ngăn cản đối phương hủy hoại bọn nó. Nhưng đáng tiếc là đã chậm chân một bước, Thu Nguyệt chưa kịp có phản ứng thì Thiên Y đại sư đã hoàn thành hành động, nên ả đành đứng chôn chân lấy mắt nhìn. Tuy lòng vạn phần kinh hãi trước hành động quá nhanh của Thiên Y đại sư, nhưng Thu Nguyệt vẫn chấn định tinh thần bằng một câu nói lạnh lùng: "Đại hòa thượng, giới đao trong tay lão đã khiến lão lộ thân phận rồi, mà còn giả vờ giả vịt nữa." Thiên Y đại sư vừa gỡ mặt nạ ra vừa nói: "Nữ thí chủ quả nhiên rất lợi hại, nên đã sớm nhận ra hòa thượng ta. Nhưng dù nữ thí chủ để cho lão nạp hủy hoại như sát thủ này, thì sợ rằng Mộ Dung trưởng thành sẽ không bỏ qua cho nữ thí chủ." Thu Nguyệt dùng mình thầm nghĩ: "Lời nói này quả nhiên không sai. Nếu Mộ Dung trưởng thành biết chuyện này, tất nhiên hắn sẽ rất phẫn nộ. Một khi hắn đã có thâm hận trong lòng, thì e rằng rất khó dùng lời lẽ mà giải thích." Nghĩ đoạn, ả lạnh lùng nói tiếp: "Người xuất gia lòng dạ tử bi, nhưng không ngờ hòa thượng lão thật là kẻ chứa đầy âm mưu quỷ kế trong lòng. Ngay cả thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà lão cũng thực hiện được." Lời vừa dứt thì ả bất ngờ vung Loan Nguyệt đao tấn công Phi Vân Tử. Đao quang vành một đường trên không như ánh chớp, rồi chụp xuống thiên linh cái của đạo sĩ. Thế đao cực kỳ nhanh và cực kỳ hiểm. Thiên Y đại sư thấy vậy thì thất kinh nghĩ thầm: "Đạo sĩ đã đối phó với tứ đại phi kiếm khá vất vả, bây giờ làm thế nào kháng cự nổi với những tuyệt chiêu hung hiểm của Thu Nguyệt?" Ý nghĩ vừa lóe lên thì thân hình lão cũng tung lên như ánh chớp, phóng về phía Thu Nguyệt với hy vọng là có thể ngăn cản được thế công của ả. Nhưng đại hòa thượng chưa đến nơi thì đã bị một đao bạch quang bay đến ngăn chặn. Thiên Y đại sư lập tức xuất giới đao quét ngang một đường. Choang một tiếng chát chúa vang lên, đao bạch quang tức một thanh phi kiếm bị chấn động văng ra ngoài 8-9 thước. Tuy nhiên, đại hòa thượng cũng bị chấn lực ngăn chặn thế tiến nên đành phải hạ xuống đất. Lúc này, Phi Vân Tử cũng kịp thời hóa giải thế đao của đối phương và bức Thu Nguyệt phải lui ra sau nửa trường. Thu Nguyệt nhìn Thiên Y đại sư rồi lạnh lùng nói: "Đại hòa thượng nội công thật thâm hậu, tiểu nữ phải lãnh giáo mấy chiêu mới được." Thiên Y đại sư thấy Phi Vân Tử vẫn còn ứng phó được nên yên tâm, lão mỉm cười nói: "Nữ thí chủ quá khách khí rồi." Tuy nói thế, nhưng trong lòng đại hòa thượng thầm nghĩ: "À, tiểu nha đầu này võ nghệ cao cường, nếu toàn lực thi triển thì e rằng trong khoảng một thời gian ngắn khó lòng siêu độ được cho ả. Nơi này lại không tiện động thủ lâu, vạn nhất Mộ Dung Trường Thanh và Tán Hoa Tiên Tử kéo binh mã đến thì cục diện hôm nay khó lòng thu thập được." Nghĩ đến Mộ Dung Trường Thanh thì hào khí trong lòng đại hòa thượng chợt dâng lên, lão lạnh lùng nhìn Thu Nguyệt rồi nói: "Được, mời tiểu thí chủ hãy tiếp lão nạp ba đao." Lời chưa dứt thì đao đã xuất, đao quang như một vệt cầu vòng xẹt ngang qua không trung mà công thẳng tới. Thu Nguyệt không thối lui, không né tránh mà vung Loan Nguyệt đao nghênh tiếp. Choang choang choang, ba tiếng liên tiếp vang lên. Sau khi tiếp được ba đao thì Thu Nguyệt tức tốc tháo lui ra ngoài một trường, tay trái ôm chặt lấy vai phải, máu tươi cũng ướt đẫm cả y phục. Thu Nguyệt lạnh lùng nói: "Đao pháp của thiếu lâm quả nhiên bất phàm." Vừa nói, ả vừa điểm huyệt cầm máu rồi chuẩn bị quyết đấu. Nhưng ngay lúc đó có mấy tiếng kêu thảm vang lên khiến ai nấy đều kinh tâm động phách. Thiên Y đại sư quay lại thì thấy những sát thủ bị dược vật khống chế đã ra khỏi thùng xe. Bọn chúng vốn rất sợ ánh sáng nên lúc này trông bọn chúng thật thê thảm, hành động chậm chạp, thân thể dường như đang bị biến hóa. Ban Công Thâu là kẻ duy nhất biết cách khống chế bọn chúng, nhưng lão này đã nhân cơ hội Thu Nguyệt và Thiên Y đại sư động thủ mà cao chạy xa bay. Ngay cả Nam Cung Thu Nguyệt cũng bị thảm cảnh trước mắt làm cho ngẩn người đứng bất động. Thiên Y đại sư thấy cơ hội đã đến nên quát một tiếng rồi tung người phóng đi ra khỏi đương trường. Phi Văn Tử cũng không chậm chế, lão vung trường kiếm quét ra một hư chiêu rồi phi bước theo đại hòa thượng. Khi đại hòa thượng và lão đạo sĩ đi rồi thì Thu Nguyệt liền quát lớn: "Chúng ta cũng đi thôi." Một chủ bốn tớ lập tức phi thân như bay đi về hướng bắc. Hiện trường chỉ còn lại bọn sát thủ bị dược vật khống chế đang vật vã với những đau đớn trên cơ thể. Khoảng nửa canh giờ sau thì có bóng người thấp thoáng xuất hiện tại đương trường, đó chính là Mộ Dung Trường Thanh và Tán Hoa Tiên Tử. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, tất cả chỉ còn lại là một bình địa chồng chất đầy những thi thể. Mộ Dung Trường Thanh quét một quang nhìn qua đương trường rồi bỗng lớn tiếng gọi: "Bán Công Thầu, bất luận ngươi đúng hay sai cũng hoàn toàn tha tội cho người. Người ở đâu máu ra gặp ta." Hắn liên tiếp gọi như vậy mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ban Công Thâu đâu cả, nên biến sắc nói: "Chạy rồi,
Lâm Trận bỏ chạy thật đáng tội chết, ta phải hạ lệnh truy sát để thị chúng mới được. Tán Hoa tiên tử bước lại gần nói, Mộ Dung huynh đệ hãy bớt phẫn nộ, chuyện của ban công thâu để thư thả rồi truy cứu cũng không muộn. Điều quan trọng lúc này là phải bình tĩnh, và lại hiện trường còn có nhiều dấu tích động thủ, chúng ta cần phải xem xét kỹ lại mới được. Trường Thanh gật đầu nói, đúng, nhưng là kẻ nào động thủ? Những cao thủ ở Huyền Võ Hồ chăng, hay là Thiên Y đại sư Phi Vân tử? Tán Hoa tiên tử nói, bất luận là lộ nhân mã nào, nhưng người trong bản hội có thể động thủ với bọn chúng đương nhiên không phải là kẻ tầm thường. Không cần phải suy đoán nữa, trận này là do tiểu muội đánh. Nam Cung Thu Nguyệt từ phía sau vừa nói vừa chậm rãi bước tới. Trưởng Thanh quay lại nhìn và nói, khinh công của Nam Cung tiểu muội xem ra tiến bộ khá nhiều, lai vắng mà không nghe một tiếng động. Tán Hoa tiên tử cũng mỉm cười nói, hiền muội thọ thương à? Thu Nguyệt khẽ cười, thương thế không nặng lắm, đa tạ tiên tử tỷ tỷ quan tâm. Không ngờ tuyệt kỹ của hòa thượng và đạo trưởng đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tiểu muội và tứ đại phi kiếm có sự trợ giúp của những võ sĩ bảo vệ mà cũng không ngăn chặn được hành vi đổ sát của bọn họ. Ngược lại, tiểu muội còn bị trúng một đao. Nghĩ lại thật vô cùng xấu hổ. Xem ra với chút võ công của mình, tiểu muội khó lòng trở thành cao thủ võ lâm rồi. Trường Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, Thiên Y đại sư và Phi Vân tử ứng phó được trước sự liên thủ của hiền muội và tứ đại phi kiếm là một chuyện khá bất ngờ rồi. Đằng này hai lão cẩu tặc còn lại đã đả thương hiền muội, thì quả là một chuyện không thể nào dám nghĩ tới. Thu Nguyệt nói, Mộ Dung huynh không tin tiểu muội sao? Hay là nghi ngờ thương thế của tiểu muội là giả vờ? Trường Thanh mỉm cười mà không nói gì thêm, nhưng hắn lại nghĩ thầm, Thiên Y đại sư và Phi Vân tử dù có luyện thành thần công đau thương bất nhập thể thì cũng không thể nào kháng cự với đệ nhất thần kiếm đương thế của ta. Càn tương thần kiếm chém sắt như chém bùn, huống hồ thân thể con người là huyết nhục, thì dù luyện được kim cương bất thể cũng không thể nào chịu nổi một kiếm. Lão hòa thượng và đạo sĩ đáng ghét đã hủy hoại sát thủ của ta, thì bất kỳ lúc nào hễ gặp mặt thì nhất định ta phải buộc hai lão đền mạng. Ta không thể để cho các người có cơ hội thoát mạng đâu. Nghĩ đến đây thì sát cơ ngùn ngụt tuôn ra từ hai mắt Trưởng Thanh, tựa như có cơ hội là hắn xuất thủ ngay. Dường như Tán Hoa tiên tử cũng cảm thấy Trưởng Thanh có phần tự tin tự cao, nhưng bà ta trầm tính nên không nói ra. Hồi lâu sau, Mộ Dung Trưởng Thanh chấn định tinh thần, hắn quay sang nói với Thu Nguyệt, ta sai rồi, vì trông thấy cảnh đại hận này nên nhất thời lỡ lời, mong Nam Cung hiền muội chớ để tâm nhé. Thu Nguyệt nhìn qua các thi thể rồi nói, tiểu muội cũng biết những sát thủ này rất quan trọng đối với chúng ta, nhưng quả thực tiểu muội lực bất tòng tâm. Mộ Dung Trường Thanh nói, những sát thủ này tuy không nhiều nhưng khả năng động thủ rất uy mãnh, chúng có thể đối phó được với hàng trăm võ sĩ của Mộ Dung thế gia. Tán Hoa tiên tử tiếp lời, cũng không thể trách cứ Nam Cung hiền muội được, nếu là ta trong trường hợp đó thì sợ rằng cũng đành thúc thủ thôi. Thậm chí cả ba chúng ta liên thủ với nhau cũng khó dự liệu được chuyện thắng bại. Do vậy nếu chúng ta tiếp tục phân tán lực lượng thì sẽ thất bại chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Thu Nguyệt nói tiếp, tiên tử tỷ tỷ hãy yên tâm, tuy lần này tiểu muội có chút thọ thường nhưng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Hòa thượng và đạo sĩ có tuyệt nghệ thật cao cường, nhưng tiểu muội xoay lánh môn hạ Nam Công thế giả thì đủ sức đối phó với hai nhân vật này. Chỉ ít là cũng cầm cự được trên trăm hiệp. Như vậy với khả năng của tiên tử tỷ tỷ và Mộ Dung huynh thì trừ diệt bọn giang hào là một chuyện không khó. Vì vậy tiểu muội đề nghị chúng ta nên tập trung lực lượng tiêu diệt bọn hòa thượng đạo sĩ trước, rồi đối phó với thiên thủ Phi Hoa Đường Hồng sau. Tán Hoa tiên tử nói, Càn tương thần kiếm trong tay Mộ Dung huynh đệ là thần vật ngàn năm, hiện tại nó đã xuất hiện trên giang hồ thì không ít kẻ nhòm ngó. Do đó phải làm thế nào bảo vệ thần kiếm là điều quan trọng bậc nhất, Mộ Dung huynh đệ phải cẩn thận mới được. Trưởng Thanh gật đầu nói, quan chủ nói cũng phải, chuyện này quan hệ đến sự bá nghiệp nên tiểu đệ sẽ cố gắng đề phòng. Tán Hoa tiên tử gật gù nói, được lắm, được lắm. Bây giờ chúng ta hãy thương lượng đến kế sách đối địch. Trên thực tế địch tối tà sáng, nên chúng ta rất khó lòng đoán được là chúng ta gặp phải người của lộ nhân mã nào. Đồng thời vì chúng ta không nắm được thế chủ động nên đối phương có thể tiềm ẩn bất xuất, chờ khi có cơ hội thích hợp thì chúng lại xuất hiện công kích. Trưởng Thanh ngắt lời nói, quán chủ, thiên cầu của Minh Nguyệt quán có thể truy tìm tung tích của địch nhân trong vòng mấy trăm dặm, mà hiện tại phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở thành Kim Lăng. Như vậy việc truy tìm tung tích của địch nhân chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?
Tán Hoa tiên tử khẽ lắc đầu nói, cục diện đã quá loạn rồi, nên sợ thiên cầu cũng không còn năng lực. Thành Kim Lăng tuy không kín, nhưng nơi này lại quá đông người, mỗi người lại có khí vị khác nhau, nên thiên cầu cũng khó có thể phân biệt địch nhân mà truy tìm. Thu Nguyệt tiếp lời, đao pháp và kiếm thuật của hòa thượng và đạo sĩ dường như đã vượt phạm vi võ học của Thiếu Lâm và Võ Đằng. Theo tiểu muội biết thì võ học của hai đại môn phái này không phải là thứ võ công giết người và cũng không hiện đầy sát khí thi triển. Thế nhưng đao pháp và kiếm thuật của hai lão đó thi triển hôm nay thật vô cùng bá đạo và hung hiểm. Tán Hoa tiên tử gật đầu nói, hòa thượng và đạo sĩ đã hoàn tục, lòng dạ chứa đầy sát cơ, nên đao pháp và kiếm thuật cũng khác trước. Tuyệt kỹ tùy tâm niệm mà biến, nên chuyện này không có gì là lạ. Thu Nguyệt khẳng định, không, bọn họ thi triển một thứ võ công khác, võ công này tuyệt đối không giống võ học của Thiếu Lâm và Võ Đằng. Tán Hoa tiên tử nói tiếp, chuyện hòa thượng đạo sĩ đã thay đổi dịch cân hoán cốt, khiến cho tuyệt nghệ tăng tiến đến một cảnh giới vô thượng. Như vậy là hết 7-8 phần 10 do Đồng Đại Phu giúp đỡ. Trưởng Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại phu ma quỷ này lẽ ra phải giết lão từ đầu mới phải. Hai kẻ vốn chẳng ra gì lại được lão ta giúp thoát thai hoán cốt thành kinh địch của chúng ta, nghĩ thật tức chết đi được. Tán Hoa tiên tử mỉm cười nói, Thiên Y đại sư, Phi Vân tử đều là nhân vật kiệt xuất của Thiếu Lâm và Võ Đằng, bây giờ lại được Đồng Đại Phu giúp đỡ nên tuyệt nghệ tăng tiến bội phần. Bọn họ đã đạt được khả năng bách độc xâm phạm, đau thương bất nhập. Chỉ có điều tâm huyết của bọn chúng rồi cũng uổng phí thôi. Dù bọn chúng có luyện được kim cương bất hoại thể thì cũng khó lòng chống đỡ can tương thần kiếm. Điều quan trọng hiện nay là tìm cách vây bọn chúng lại. Mộ Dung huynh đệ sẽ dùng thần kiếm tận diệt. Bỗng nhiên Thu Nguyệt quay sang hỏi Tán Hoa tiên tử, tiên tử tỷ tỷ, hòa thượng đạo sĩ so với Mao Sơn yêu nhân Quy Trưởng Linh thì thế nào? Tán Hoa tiên tử chậm rãi nói, nếu luận về võ công thì bên nào cũng có sở trường, nhưng khi động thủ thật thì sợ rằng chưa chắc Quy Trưởng Linh đã là đối thủ của hòa thượng và đạo sĩ. Trưởng Thanh tiếp lời, Quy Trưởng Linh đã ngoại bách túy nên đương nhiên có thành tựu đặc biệt, lẽ nào lão ta lại không địch nổi Thiên Y đại sư? Tán Hoa tiên tử thong thả nói tiếp, những người già lão như Quy Trưởng Linh mà chưa chết thì thật là chuyện hiếm thấy, nhưng nghĩ kỹ thì khả năng sự trường thọ đó liên quan đến dược vật. Bí mật này cần phải được làm sáng tỏ. Mao Sơn thuật của Quy Trưởng Linh chẳng qua là thứ pháp thuật yêu dị tầm thường, nên không thể giúp tuổi thọ kéo dài. Do vậy, nếu chúng ta tìm được nguyên nhân thì có khả năng khống chế được sinh mạng bọn họ. Đương nhiên với sự sắc bén của can tương thần kiếm thì giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Nếu như muốn thu dụng bọn họ thì cần phải mất nhiều công phu mới được. Trưởng Thanh tiếp lời, nói vậy, kình địch thật sự của chúng ta là bọn hòa thượng đạo sĩ. Càn tương thần kiếm chỉ lộ xuất một lần ở Huyền Võ Hồ, nên chưa chắc là hòa thượng và đạo sĩ có được tin tức. Nếu có thể thiết đặt một kế hoạch tinh mật xuất kỳ bất ý, thì thần kiếm xuất vào lần thứ hai tất sẽ tiêu diệt được nguồn hỏa. Sau đó chúng ta tập trung tinh thần đối phó với Đường Hồng. Trước tiên giết vài kẻ thị uy, kỳ dư sẽ thu dục. Tán Hoa tiên tử lắc đầu, Mộ Dung huynh đệ nói quá đơn giản rồi. Hòa thượng, đạo sĩ và giang hào tuyệt không chỉ có 3 người, mà có thể còn nhiều phục binh nữa. Càn tương thần kiếm một khi xuất thế là đại uy chấn động giang hồ, và lại những nhân vật của Đường Hồng có quan hệ với hòa thượng đạo sĩ hay không, chúng ta rất khó dự liệu. Nhưng có thể khẳng định là bọn hòa thượng và đạo sĩ tất sẽ biết tin càn tương thần kiếm xuất thế. Do vậy kế hoạch vây sát bọn chúng là... Thanh âm chật nhỏ hẳn lại, như đến độ không nghe được bà ta nói điều gì. Nhưng Mộ Dung Trường Thanh và Nam Cung Thu Nguyệt nghe xong thì liên tục gật đầu. Sau khi thương lượng kế hoạch xong thì 3 vị hội chủ Tam Thánh Hội lập tức cùng rời khỏi hiện trường. Ngay lúc đó, có một bóng người mặc y phục toàn thân xám như màu đất, đầu cũng trùm một chiếc khăn màu xám, từ dưới gầm cỗ xe ngựa chậm rãi bước ra. Tuy chỉ để lộ đôi song mục sáng quắc, nhưng vẫn có thể nhận ra người này chính là Bạch Trường Phiêu. Thì ra chàng đã mai phục nơi này để theo dõi tình hình từ lâu. Nhờ y phục trùng với màu đất và thuật quy tức cao thâm, nên bọn Tán Hoa tiên tử dù rất tinh minh nhưng vẫn không thể phát hiện ra. Sau khi nhìn ra 3 vị hội chủ Tam Thánh Hội bỏ đi, chàng đảo mắt quan sát hiện trường lần cuối, rồi cũng tung người phóng đi như tia chớp. Lúc này, Bạch Trường Phiêu đi không lâu, thì hiện trường lại có 2 nhân vật xuất hiện từ 2 hướng đông tây. 2 người này không bịt mặt, không dịch dung, động tác rất chậm rãi tiến vào đấu trường. 2 nhân vật này chính là Thiên Thủ Phi Hoa Đường Hồng và Ma Sơn Yêu Nhân Quy Trưởng Linh.
Sau khi đào một vòng thì Đường Hồng khẽ thở dài rồi lên tiếng: "Chúng ta đến trễ một bước rồi." Quy Trưởng Linh lắc đầu nói: "Không muộn, không muộn. Can Tương Thần Kiếm đã xuất thế thì trước khi có biện pháp khắc chế nó, tạm thời chúng ta phải tránh xa thôi." Đường Hồng nói: "Mao Sơn Thuật có đại pháp địch hồn và cũng có thuật mượn đao giết người. Các hài hiệu xưng là cao nhân đệ nhất về Mao Sơn Thuật suốt 200 năm qua. Như vậy tất nhiên là rất tinh thông những thuật đó. Vậy tại sao không thi triển kỳ thuật giết Mộ Dung Trường Thanh để đoạt Can Tương Thần Kiếm? Chỉ ít thì cũng thể vận dụng âm hồn giã quỷ đoạt Can Tương Thần Kiếm của hắn. Nếu Mộ Dung Trường Thanh mất đi thần kiếm thì đâu còn gì đáng sợ nữa. Khi đó các hạ và ta đều có khả năng lấy mạng hắn." Quy Trường Linh lại lắc đầu nói: "Thứ nhất là đã rất lâu rồi, tài hạ chưa dùng đến thuật pháp nên năng lực điều khiển âm hồn giã quỷ không được tự tin lắm. Thứ hai, Can Tương Thần Kiếm là thần vật thông linh nên ma quỷ hồn ảnh khó có thể xâm nhập. Nhưng nếu đoạt được Can Tương Thần Kiếm trước thì có thể thi triển yêu thuật đả thương hắn." Đường Hồng hỏi tiếp: "Đạo trưởng có tính toán gì về chuyện này không?" Quỷ Mỗ sợ rằng chuyện đạt kiếm khó có thể thành công được nên phải mời người khác ra tay thôi. Điều Quỷ Mỗ lo lắng nhất là Kiều Kiều Hồi Sinh Đan có thật sự tàng ẩn nơi này không. Nếu không tìm được tung tích của thần đan thì bí mật của chúng ta e rằng trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Theo những thư tịch lão thân đọc được thì linh đan được cất giấu trên tiểu đảo giữa Huyền Võ Hồ, chỉ có điều trong lúc nhất thời chưa tìm ra địa điểm chính xác mà thôi. Quy huynh và bọn Vạn Diệu Sơn, Lục Vĩnh Hận đều đã uống qua Kiều Kiều Hồi Sinh Đan, lẽ nào còn phải cung ứng liên tục mới có thể bảo vệ được sinh mạng? Đó là một sự hiểu lầm thật tai hại. Thứ mà bọn tại hạ uống chỉ có thể gọi là phụ phẩm của Kiều Kiều Hồi Sinh Đan thôi. Cái gì? Chuyện này lão thân chưa từng nghe trên giang hồ bao giờ cả. Bình dược vật mà đại nương có được chỉ là dược vật sơ chế để luyện Kiều Kiều Hồi Sinh Đan, nhưng cũng là thần dược nên mới cứu được Vạn huynh, Lục huynh và Quy Mỗ. Bọn Quy Mỗ tiếp tục sống được như thế này đích thực là nhờ công hiệu của dược vật. Phụ phẩm đã linh nghiệm như thế thì Kiều Kiều Hồi Sinh Đan nhất định sẽ giúp con người trường sinh bất lão. Ngừng một lát, Quy Trường Linh thở dài rồi nói tiếp: "Đường đại nương, mấy ngày gần đây Quy Mỗ đã cảm thấy thể năng giảm sút, trong thân thể cũng có nhiều biến động. Nếu không nhanh chóng tìm ra Kiều Kiều Hồi Sinh Đan thì e rằng Vạn Diệu Sơn, Lục Vĩnh Hận và Quy Mỗ sẽ không thể nào cầm cự nổi nữa." Đường Hồng kinh ngạc hỏi: "Ý Quy huynh nói là nếu không tìm ra Kiều Kiều Hồi Sinh Đan thì các vị sẽ chết?" "Không sai. Có thể trong mắt Đường đại nương, bọn Quy Mỗ, Vạn huynh, Lục huynh không còn giá trị nữa rồi, vì bọn tài hạ đã giáo luyện cho đại nương mấy trăm sát thủ chung giống." "Ấy, chớ hiểu lầm. Đường Hồng này đối với chư vị vẫn thân tình như xưa, làm gì có chuyện lừa dối. Theo sự nghiên cứu thư tịch của lão thần thì nhất định là Kiều Kiều Hồi Sinh Đan được cất giấu trên tiểu đảo giữa Huyền Võ Hồ. Do vậy chúng ta phải kiên quyết bảo vệ tiểu đảo, không để nó lọt vào tay của bọn Tam Thánh Hội." "Nếu quả thật như vậy thì mong đại đường nương sớm hạ lệnh bảo vệ tiểu đảo, không cần dùng cao thủ chủ lực canh phòng ngõ đường ra nữa. Tất cả những nhân thủ đó nên điều động bày bố trên tiểu đảo." "Được, lão thân sẽ làm theo ý kiến của Quy huynh." Nghe nói Đường đại nương và Thiên Kính đại sư đã có ước hẹn là một sáng một tối thống trị giang hồ. Hoàn toàn là những lời đồn đại huyễn hoặc. Thiên Kính lão hòa thượng đã bị bọn Tam Thánh Hội giam cầm ở Linh Ngạn Sơn và đang chịu khổ nạn. Nếu lão thân và lão ta có ước định thì há có thể tự thủ bằng quang sao? Và nếu thật sự như vậy thì Quy huynh đã sớm được phái đi Cô Tô rồi. Nói cũng phải, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Kiều Kiều Hồi Sinh Đan, còn những bảo vật khác tạm thời gác lại. Quy Mỗ nói thật nhé, một khi thể năng của bọn tài hạ sinh biến thì dù có muốn giúp Đường đại nương cũng không giúp được. Đường Hồng gật đầu nói: "Được, lão thân sẽ xuất tận lực truy tìm, hy vọng là sớm tìm được thần đan." Nói đoạn, hai lão một nam một nữ cùng tung người lướt trên không mà đi, thoáng chốc đã mất hút tung tích. Sau khi hai nhân vật này đi không lâu thì từ trong những thi thể nằm ngổn ngang dưới đất đột nhiên có một người đứng lên. Người này phủi bụi đất thì để lộ diện mạo rõ ràng, đó chính là Lục Vân cô nương. Màn đêm buông phủ trên sông Tần Hoài. Như thường lệ, nơi bến nước vẫn có nhiều chiếc thuyền hoa với đèn đuốc sáng rực trông vô cùng lộng lẫy. Thỉnh thoảng trong gió đêm là tiếng ngâm ca của ký nữ đang hết lòng phục vụ khách làng chơi. Cách bến Tần Hoài chừng 10 dặm về hướng nam cũng có một chiếc thuyền lớn đang neo dưới bóng dạng liễu cạnh bờ.
Điều khác biệt là chiếc thuyền này không có đèn đuốc rực rỡ, mà chỉ có một ngọn nến leo lắt trên bàn đặt giữa khoang chính. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai bóng người dường như là thủy thủ canh thuyền, nhưng bên trong tiềm ẩn nhiều cao thủ võ lâm. Đó là Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử, Giang Hào, Tiêu Hàn Nguyệt, thậm chí cả vị thần y Đồng Đại Phu cũng được giấu dưới hầm thuyền do Chi Cơ Tử chăm sóc. Chiếc thuyền này vốn trước đây Trương Phụng Lâu dùng để mai phục nhân mã ở Giang Nam. Hai thủy thủ canh phòng bên ngoài là do hai cô nương Dương Linh và Trần San cải trang. Sau khi mọi người nghe Trường Phiêu và Hàn Nguyệt thuật lại chuyện bảo vệ và đưa Đồng Đại Phu đến nơi này, thì Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử kể chuyện đánh lui Nam Cung Thu Nguyệt cũng như hủy hoại bọn sát thủ bị dược vật khống chế. Mọi người đang hàn huyên với những thành công ban đầu thì bên ngoài chợt có người đẩy cửa bước vào. Tham kiến chư vị, Lục Vân đã trở về. Mọi người vội vàng quây quần lại bên nàng và đều tỏ ra lo lắng. Giang Hào liền hỏi: Lục Vân cô nương, đã xảy ra chuyện gì chăng? Lục Vân thở gấp mấy hơi rồi nói: Sau khi đại sư và đạo trưởng đi rồi thì tiểu nữ phát hiện bọn Mộ Dung Trưởng Thanh, Tán Hoa Tiên Tử và Nam Cung Thu Nguyệt xuất hiện tại đường trường. Qua một lúc thương lượng thì bọn chúng kéo nhau đi. Kế đó tiểu nữ phát hiện Bạch Thiếu Hiệp ở trong bộ y phục màu xám như màu đất. Giang Hào cắt lời hỏi: Chuyện này Bạch huynh đệ đã nói rồi, cô nương phát hiện được gì sau đó? Lục Vân chậm rãi nói: Tiểu nữ phát hiện hai nhân vật thật là kinh thế hãi tục, đó chính là Đường Lão Bà ở ngõ Đường Xa và Mao Sơn Yêu Nhân Quy Trưởng Linh. Giang Hào lại cắt lời hỏi: Cô nương nghe bọn họ nói những gì? Lục Vân bèn chậm rãi thuật lại những lời đối đáp giữa Đường Hồng và Quy Trưởng Linh cho mọi người cùng nghe. Phi Vân Tử nghe xong thì buột miệng nói: Không ngờ Mao Sơn Yêu Nhân đã quá bách niên mà lại tái xuất giang hồ. Thiên Y Đại Sư tiếp lời: Chuyện này cũng không có gì là lạ. Thử nghĩ xem, trước đây nghe nói Nhất Kiếm Trấn Bát Phương Từ Hồng Dương từng dùng kiếm chém chết hai nhân vật Bạch Nhiệm Lão Yêu Vạn Diệu Sơn và Nhất Trưởng Câu Hồn Lộc Vĩnh Hận, nhưng rõ ràng hai lão quái nhân này không chết như giang hồ đồn đại. Đại Hòa Thượng chưa nói hết câu thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, đó chính là Trương Phụng Lâu. Mọi người chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên thì lão ta đã nói: Chư vị, rốt cuộc chúng ta cũng làm rõ được sự tình rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Trương Phụng Lâu nói tiếp: Người ở Lợi Nhân Đường phố của chúng ta vừa thu thập được một món bảo vật. Giang Hào liền hỏi: Bảo vật gì vậy? Trương Phụng Lâu chậm rãi nói: Đó là cửu đầu sư tử. Thiên Y Đại Sư thất kinh buột miệng hỏi: Cửu đầu sư tử xuất hiện rồi sao? Phi Vân Tử lại hỏi Đại Hòa Thượng: Tăng huynh biết gì về cửu đầu sư tử? Thiên Y Đại Sư khẽ thở dài rồi nói: Cửu đầu sư tử là bảo vật của Phật môn. Thân sư tử ngồi thẳng và có 9 đầu, bên trên có khắc vạn văn, có thể là một môn võ học thượng thừa. Cửa đầu sư tử có dài không quá 5 tấc, vật phẩm trong suốt không gợn một chút tỉ vết. Nghe nói trước đây thuộc hạ của Minh Thái Tổ là Thường Ngộ Xuân Trinh Tây thu được. Chỉ đáng tiếc là ở Trung Nguyên không ai biết vạn văn, nên sau đó bảo vật này được chôn theo Minh Thái Tổ. Chi Cơ Tử từ trong thuyền bước ra và hỏi: Đại sư đã thấy vật đó chưa? Thiên Y Đại Sư lắc đầu và nói: Tuy bản tăng chưa thấy, nhưng đó là lời giải thích của Tệ Trưởng Môn tiền bối nên không thể sai được. Phi Vân Tử buông tiếng thở dài nói: Tình hình trước mắt thì điều đó không quan trọng. Dưới địa cung có không ít bảo vật bị đánh cắp, người này... Trương Phụng Lâu tiếp lời: Kẻ này là người của Đường Hồng, đó là một lão nhân, võ công cũng không tồi. Giang Hào ngạc nhiên hỏi: Có người trong ngõ Đường ra đánh cắp bảo vật à? Trương Phụng Lâu vừa mới gật đầu định nói gì thì Chi Cơ Tử đã lớn tiếng hỏi: Trương Tam Gia, vừa rồi ngươi nói rốt cuộc chúng ta đã làm rõ được một chuyện, vậy đó là chuyện gì? Trương Phụng Lâu trầm ngâm một lát rồi nói: Tam Thánh Hội ngoài việc báo phục thù của Mộ Dung Trưởng Thành thì mục đích lớn nhất của bọn chúng là thống nhất giang hồ, tiêu diệt các môn phái để độc bá Trung Nguyên. Còn mục đích của Đường Hồng và các lão ma đầu ngoại bách tuế kia là bảo vật ở Kim Lăng, vì vậy bọn chúng mới liên tục tìm kiếm. Chi Cơ Tử gật đầu nói: Đúng vậy, nhưng tuyệt đối không để cho Tam Thánh Hội biết chuyện này. Nên nhớ, một khi Mộ Dung Trường Thanh biết mục đích của bọn Đường Hồng không phải là báo nghiệp giang hồ, thì lập tức Tam Thánh Hội sẽ tập trung lực lượng đối phó với chúng ta ngay. Thiên Y Đại Sư gật đầu nói: Nếu có thể dẫn dụ cho hai lực lượng đó ác chiến với nhau, thì các vị nghĩ phương pháp nào là thỏa đáng nhất? Phi Vân Tử mỉm cười nói: Cứ loan tin báo rằng thuộc hạ của Tam Thánh Hội chặn đường cướp bảo vật của thuộc hạ Đường Hồng.
Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu và phá lên cười thích thú. Khi tiếng cười lắng xuống thì Trương Phụng Lâu quay sang hỏi Giang Hào: Tam công tử, về chuyện cừu đầu sư tử, Tam công tử có chỉ thị gì không? Giang Hào suy nghĩ một lát rồi nói: Bất luận giá trị của nó như thế nào thì cũng cứ thu giữ. Trương Phụng Lâu lại do dự một lát rồi nói: Tam công tử, thuộc hạ cho rằng đây có thể là một âm mưu, chúng ta không thể không đề phòng. Âm mưu gì? Dẫn quỷ nhập môn. Đúng, nếu người trộm bảo vật cấu kết với người của Tam Thánh Hội, cố ý đưa bảo vật đến lợi nhân đường phố để khiến người của Đằng Hồng và chúng ta xung đột với nhau. Giang Hào ngắt lời: Trừ phi địch nhân đã biết phục binh của ngõ đường ra tiềm ẩn tại Giang Nam, và cũng biết được Đồng Đình Minh có nhân thủ tại Thâm Cốc Trung Sơn, nếu không thì bọn chúng chẳng thể nào. Chi Cơ Tử lại tiếp lời: Tam công tử chưa quá tự tin, nên biết bất luận là Đường Hồng hay Tam Thánh Hội, bọn chúng đều có tai mắt tại Giang Nam. Chúng ta ngầm thám thính bọn chúng thì ngược lại bọn chúng cũng ngầm theo dõi hành tung của chúng ta. Ngừng một lát, Chi Cơ Tử nói tiếp: Và lại chưa chắc người trong ngõ đường ra không bị Tam Thánh Hội mua chuộc, tựa như chúng định tọa sơn quan hổ đấu, bọn chúng đều có ý định giống như chúng ta vậy. Phi Vân Tử tiếp lời: Biện pháp tốt nhất là chúng ta tương kế tiệu kế. Thiên Y Đại Sư liền hỏi: Tương kế tiệu kế như thế nào? Phi Vân Tử chậm rãi nói: Cứ thu giữ bảo vật, chờ người ở ngõ đường ra tìm đến. Chi Cơ Tử cũng đồng ý, nên lão phá lên cười rồi nói: Quả nhiên đây là một diệu kế. Khi đó chúng ta sẽ cho người mang trả lại bảo vật cho Đường Hồng. Như vậy thâm cừu giữa Đường Hồng và Tam Thánh Hội sớm muộn gì cũng phải quyết bằng một cuộc sinh tử. Giang Hào và Thiên Y Đại Sư gật đầu: Được, chúng ta cứ thế mà làm. Trương Phụng Lâu lập tức bái biệt quần hùng rồi sau đó rời thuyền. Sau đó không biết lão ta đi về hướng nào. Chừng nửa canh giờ sau thì Trương Phụng Lâu quay trở lại với một chiếc hộp gỗ trên tay. Thiên Y Đại Sư nhận lấy xem xét rồi khẳng định đó chính là cựu đầu sư tử. Quần hồng lại tiếp tục thương lượng và đi đến quyết định cử Chi Cơ Tử đi sứ đến gặp thiên thủ Phi Hoa Đường Hồng. Theo lời Thiên Y Đại Sư thì ngõ đường ra được giám sát một cách chặt chẽ, ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Bình thường tuy không thấy gì, nhưng nếu có người lạ vào chừng 7-5 bước là lập tức có người theo dõi ngay. Lần này Chi Cơ Tử đến để cầu kiến Đường Hồng, nên lão cố ý đi nặng bước chân thành tiếng. Thứ nhất có thể hiện sự quang minh chính đại, thứ hai là nói rõ mình không có ý dò ngó điều gì. Thế nhưng lão vừa đi vào ngõ đường ra chừng 2 thước thì chợt nghe có thanh âm trong bóng tối vọng ra: Canh 3 nửa đêm mọi người đều bế môn ngủ nghỉ, các hạ hãy mau lập tức quay ra, nếu không... Chi Cơ Tử nghe tiếng nói mà không thấy người, tuy nhiên lão vẫn dừng bước và cao giọng nói: Điều này là do Đường Đại Nương dặn dò, sau canh 3 mới được đăng môn cầu kiến. Lão vừa dứt lời thì trong bóng tối có bóng người lướt ra và nói: Đi theo ta. Chi Cơ Tử dụng tâm quan sát thì thấy đó là một nữ nhân tóc dài, nhưng do khoảng cách hơn 2 trượng và đứng xây lưng lại với lão nên lão không nhìn rõ diện mục. Tuy nhiên Chi Cơ Tử không chút do dự, lão lập tức phóng bước đi theo nữ nhân ngay. Sau khi qua nhiều ngã rẽ quanh co thì đến một sân viện rộng lớn. Bên trong là một tòa đại sảnh mở rộng cửa. Trong sảnh có một lão bà tóc bạc như tuyết ngồi chờ sẵn. Hai bên hành lang đại sảnh có 12 thanh y đại hán, thần thái uy nghi, mỗi tên đều dắt thập nhị phi đao trên người, ngoài ra còn có đại đao đeo bên hông. Nữ nhân dẫn đường dừng bước nói với Chi Cơ Tử: Lão thái thái đang đợi các hạ đấy. Nói đoạn, nữ nhân này rẽ qua hành lang bên trái rồi đi ra khỏi sân viện. Chi Cơ Tử chạm rái bước vào chính sảnh. Nơi này đã đặt sẵn một chiếc ghế bên phải, cạnh đó có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đã bày biện sẵn trà hương, hình như chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách. Chi Cơ Tử mỉm cười định nói thì lão bà đã khai khẩu: Các hạ là Chi Cơ Tử. Chi Cơ Tử hơi ngạc nhiên hỏi lại: Đường Đại Nương có biết tại hạ? Thiên thủ Phi Hoa Đường Hồng mỉm cười: Trước đây thì không biết, nhưng từ lúc các hạ bước vào ngõ đường ra thì người của lão thân lập tức nhận ra các hạ là đồng bọn của Thiên Y Đại Sư. Chi Cơ Tử càng kinh ngạc, thì ra trong mấy khúc quanh co đã có người ngầm nhận ra chân tướng của lão. Lão cung kính hành lễ nói: Đường Đại Nương, Chi Cơ Tử hôm nay đến là có lễ vật. Đường Hồng đưa tay mời và nói: Mời ngồi rồi hãy nói. Chi Cơ Tử bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên phải, thuận tay lão lấy hộp gỗ đặt lên bàn.
Đường Hồng Trúng Mục nhìn hộp gỗ rồi hỏi: "Đó là vật gì vậy?" Tri Cơ Tử nói thẳng: "Đây là cựu đầu sư tử." Đường Hồng chớp chớp song mục và trầm giọng nói: "Các hạ được nó ở đâu?" "Có người đưa đến tiệm cầm đồ và bị tài hạ phát hiện." "Thế tại sao biết vật này là của lão thần?" "Người đưa vật này đến cầm là người ở ngõ đường ra." "Không, ngõ đường ra không thể có người phản tà, và bọn chúng cũng không dám." "Trước tiên đại nương hãy xem bảo vật này có phải là vật của đại nương không đã." Đường Hồng phất tay áo ra hiệu, lập tức một tỷ nữ ở phía sau bước lại lấy hộp cựu đầu sư tử mang tới trước mặt bà ta. Đường Hồng mở hộp xem tỉ mỉ hồi lâu rồi bỗng nhiên đứng lên nói: "Đợi lão thân quay ra ngay." Tri Cơ Tử định tiến lên hỏi, nhưng thân pháp của Đường Hồng quả nhiên là siêu phàm nhập thánh, thoáng chốc đã mất hút tung tích. Hồi lâu sau, Đường Hồng vội vàng quay trở ra và nói với ả tỷ nữ: "Truyền gọi Đường Truyền Tổng." Tỷ nữ lập tức chạy đi. Không đầy một khắc sau, ả dẫn một trung niên gầy ốm và chính sành. Người này song mục sáng quắc, nhưng thân hình ốm như cây sẩy, toàn thân lại mặc bộ thanh bào rộng thùng thình nên trông dốc hoạt kê. Đường Hồng vừa thấy người này xuất hiện thì quát lớn: "Bắt hắn lại cho ta." Lệnh vừa phát ra thì có bốn nữ nhân trung niên từ phía bên trong phóng ra nhanh như chớp, hai đôi song thủ cùng lúc điểm vào các huyệt đạo của Đường Chuyên Tông. Đường Chuyên Tông vội kêu lên: "Lão thái thái!" Đường Hồng chỉ tay vào mặt gã quát lớn: "Cấm miệng, người thật là thâm độc. Người đánh cắp bảo vật của lão thần đưa qua động đỉnh mình để gây mâu thuẫn giữa lão thần và bọn họ, và ngươi trở thành ngư ông đắc lợi. Ngươi thật không phải là Đường Chuyên Tông nữa rồi." Đường Chuyên Tông vội nói: "Lão thái thái, oan uổng cho tiểu nhân quá." Đường Hồng khoát tay nói: "Ngươi lại đây." Hai tỷ nữ đang khống chế gã liền giải huyệt đạo. Đường Chuyên Tông quỳ gối bỏ đến trước mặt của Đường Hồng, sau đó nói: "Lão thái thái, tiểu nhân..." Hắn chưa kịp nói hết câu thì Đường Hồng đã vung hữu thủ nhanh như chớp lợp lớp mặt nạ trên mặt của Đường Chuyên Tông, đồng thời thả thụ bà ta xuất một chưởng đánh vào mạn sườn của hắn, khiến mấy chiếc xương bị gãy kêu răng rắc đến dọn cả tóc gáy. Sau khi lột lớp mặt nạ thì quả nhiên gã này không phải là Đường Chuyên Tông, người chuyên canh giữ và giám định bảo vật cho Đường Hồng. Lúc này hai tỷ nữ lập tức xuất thủ khống chế Đường Chuyên Tông giả để hai ả kia dùng dây thừng trói gã lại. Đường Hồng đưa mắt nhìn Tri Cơ Tử và nói: "Không cần hỏi nhiều, vì Đường Chuyên Tông của lão thân đã chết từ lâu rồi." Tri Cơ Tử kinh ngạc nói: "Thật là một chuyện quá bất ngờ." "Không có gì bất ngờ cả, vì trên chốn giang hồ vốn đầy rẫy những mưu ma trước quỷ." "Bọn chúng có những thủ đoạn gì, mong Đường đại nương chỉ giáo thêm." Đường Hồng không trả lời mà bất ngờ xuất trưởng đánh chiếc hộp cựu đầu sư tử vỡ nát ra từng mảnh. Tri Cơ Tử buột miệng kêu thất thanh: "Đường đại nương làm gì vậy?" Đường Hồng mỉm cười nói: "Đây là vật giả." Lời này vừa xuất thì không những Tri Cơ Tử ngẩn người mà ngay cả bốn tỷ nữ đứng gần đó cũng chuyển xe mắt vì ngạc nhiên. Đường Hồng chậm rãi nói tiếp: "Đường Chuyên Tông của lão thần tuyệt không thể lấy cắp bảo vật trong bảo khố mang ra ngoài, vì lão thân thường xuyên đi kiểm tra và thưởng ngoạn. Chỉ có địch nhân vì muốn phá hoại sự hợp tác của chúng ta nên mới bày ra độc kế này. Bọn chúng giết Đường Chuyên Tông rồi chế tạo mặt nạ ra người cho tên này cài trang. Nhân cơ hội mấy ngày qua lão thân lo đối phó với Tam Thánh Hội nên hắn mới thừa cơ." Bà ta cung thủ nói với Tri Cơ Tử: "Sự việc là như vậy, lão thân xin đa tạ các vị." Tri Cơ Tử vội hoàn lễ nói: "Khách sáo, khách sáo." Lão chỉ tay về phía đại hán đang cắn răng chịu đau đớn rồi sau đó nói: "Chúng ta có thể khai thác âm mưu của Tam Thánh Hội từ gã này." Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên gã thấy đệ hán run lên bẩn bật rồi nằm yên bất động. Đường Hồng vội xuất chỉ điểm tới nhưng đã quá muộn, gã đệ hán này đã tuyệt khí và chết thật rồi. Tri Cơ Tử vội bổ nhào tới trước và bất giác nghiến răng nói: "Võ sĩ cảm tử, thì ra đây là những võ sĩ do Mộ Dung Trưởng Thanh giáo luyện ra, bọn chúng thà chịu chết chứ không khuất phục." Đường Hồng nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc, ngay tung tích của Tam Thánh Hội ở Kim Lăng này cũng không kịp hỏi được." Bỗng nhiên bà ta trầm giọng quát: "Mang hắn đi, hãy quăng vào đại giang làm mồi cho cá." Lập tức có hai đại hán lực lưỡng từ ngoài chạy vào khiêng thi thể của gã Đường Chuyên Tông giả đi ra ngoài. Đường Hồng quét một quang nhìn qua bốn ả tỷ nữ sau đó nói: "Đã sắp hết canh tử, các ngươi mau truyền lệnh cho các trạm canh gác phải tăng cường quan sát, kẻo người của Tam Thánh Hội lại đột nhập vào ngõ đường ra chúng ta.
Bốn ả tỳ nữ lập tức đồng thanh nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Rồi lần lượt ra khỏi chính sảnh. Chi cơ tử cũng định đứng lên đi, nhưng Đường Hồng khoát tay ngăn lại và nói: "Chi cơ tử lão huynh hãy thư thả đã." Chi cơ tử liền nói: "Các hạ không muốn phá lệ quy định về thời gian tiếp khách của Đường đại nương nên định cáo biệt." Đường Hồng mỉm cười nói: "Ngày nay song phương đã có ý định hợp tác thì quy định đó đã không còn quan trọng nữa." Đường Hồng vỗ tay ra hiệu một cái rồi nói: "Trước tiên lão thân không thể để cho các vị tổn thất 10 vạn ngân lượng, đúng không?" Rồi không chờ Chi cơ tử có phản ứng, bà ta liền nói với một tỷ nữ vừa bước vào: "Lập tức lấy 10 vạn ngân lượng ra đây." Đối với thái độ quyết đoán rõ ràng của Đường Hồng, Chi cơ tử có phần khâm phục. Lão mỉm cười nói: "Ngân lượng không quan trọng lắm, điều quan trọng là thành ý của song phương. Do vậy lão thân mới cần các hạ mang chút tín vật để hẹn Giang Tam công tử và Thiên Y đại sư tìm một nơi hội diện. Điều này đương nhiên, khi nào, nơi nào, xin Đường đại nương cứ chủ trương." "Tại thạch thất trên tiểu đảo giúp Huyền Võ Hồ." "Phải chăng nơi đó có bọn Tam Thánh hội đã từng đi qua sao?" "Đúng vậy, cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ không trở lại nơi đó nên bỏ qua không chú ý nữa." "Thế thời gian là khi nào?" "Canh 2 tối mai." Lúc này có ả tỷ nữ bưng một chiếc mâm, trên mâm là 10 sấp ngân phiếu rất dày. Đường Hồng liền nói: "Chi cơ tử huynh hãy nhận ngân phiếu đi, lão thân không lưu khách nữa." Chi cơ tử cũng chẳng đa ngôn và khách khí, lão nhận ngân phiếu rồi đứng lên bái biệt. Thì nghe Đường Hồng nói: "Hai ngày nay bên ngoài ngõ Đường ra có nhiều võ sĩ của Mộ Dung Thế gia giám sát, trong này lão thân không có động tĩnh gì nên bọn chúng tưởng rằng lão thân không biết. Do vậy khi ra ngoài các hạ phải cẩn thận một chút." Chi cơ tử nói đa tạ rồi bước thẳng ra khỏi đại sảnh. Nhưng vừa đi được mấy bước thì lại nghe Đường Hồng nói tiếp: "Chi cơ tử lão huynh hãy nói với Giang Tam công tử rằng người phụ thân của Tam công tử tiềm phục tại Giang Nam, đã mở tiệm cầm đồ thì cần phải tinh minh, chớ lầm bảo vật giả là bảo vật thật. Như vậy các vị có bao nhiêu kim ngân cũng phá sản hết đó." Chi cơ tử gượng cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Những lời vàng ngọc của Đường đại nương tài hà sẽ chuyển đến Giang Tam công tử." Lão vừa bước ra sân viện thì đã thấy có một đại hán cầm đèn lồng chờ dẫn đường. Nhưng đi được 2 trượng thì đại hán dừng lại nói: "Đạo trưởng hãy đi thẳng 10 trượng rồi rẽ tay phải, đi một đoạn nữa là ra đường quan đạo ngay thôi. Chúc đạo trưởng thường lộ bình an." Chi cơ tử đa tạ rồi đi theo sự chỉ dẫn của đại hán. Một lát sau đã ra tới đường quan đạo. Lão quay lại nhìn nhưng khó lòng xác định được phương hướng. Bằng vào trí nhớ và kinh nghiệm của một nhân vật lão luyện giang hồ, Chi cơ tử có cảm giác ngõ Đường ra được thiết kế theo ngũ hành bát quái, dù đi lại 5-7 lượt cũng khó lòng tìm ra được tính thất của Đường Hồng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Bạch Cát Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.